Hiện tại thì em đang mang một con Omni 506 lên tận nhà cho một bác khách ở gần đây. Ở bác thì cách chỗ em tầm 3 cây thôi, và mang lên để cho bác kiểm tra. Hiện tại thì bác đang soi rất là kỹ nhé về những con Omni 506 này. À, những dòng Omni 506 thì bác yên tâm nhé, khi mà mua đến cửa hàng em thì bác sẽ được kiểm tra và thanh toán. Nên là cứ kiểm tra thật kỹ nhé trước khi nhận hàng. Con này thì zin chú nhá. Zin 100% zin, ngon zin luôn. Đảm bảo là hàng thì nó cũng là mình phải dùng chuẩn zin 100%.